Đá cam Sejong là một thành viên của gia đình Thạch Anh Hoàn Hảo để phóng đại năng lượng tinh thể của nó để làm dịu và khôi phục sự cân bằng. Được coi là một loại đá nuôi dưỡng, hấp thụ năng lượng tiêu cực, tạo ra năng lượng tích cực, thúc đẩy tình anh em và thiện chí, mở mang trí óc cho những ý tưởng mới, truyền cảm giác nhân từ và rộng lượng cho người dùng. Đá can Sejong phong thủy có đặc tính chữa bệnh và làm sạch nhờ vào việc hấp thụ và tiêu tán năng lượng tiêu cực để nó không truyền sang người khác. Đó là lý do tại sao nó lại có tác dụng gắn kết cơ thể, tâm trí và tinh thần. Đá can Sejong xoa dịu sự nghi ngờ bản thân và mang lại sự bình yên hữu ích cho những suy ngẫm nội tâm, giúp xóa bỏ sự thù địch và khuyến khích sự lạc quan nhẹ nhàng. Ngoài ra, các chuyên gia tâm lý thường đưa ra lời khuyên cho những người thường xuyên kích động đó là nên sử dụng các đồ trang sức được làm từ đá can Sejong sẽ giúp họ ổn định tâm trạng, giữ cân bằng tinh thần, tình cảm. Không chỉ vậy, nó còn giúp điều trị các chứng bệnh loạn thần kinh, trầm uất và căng thẳng. Đặc biệt, năng lượng từ đá can Sejong sẽ góp phần tạo dựng cuộc sống trong lành, xua tan phiền muộn, xoa dịu nỗi đau và mang đến niềm vui cho chủ nhân. Trong thực hành luân xa, đá can Sejong được cho là đá của sự giao tiếp, thường được đặt yết hầu để kích thích luân xa cổ họng. Luân xa cổ họng được coi là tiếng nói của cơ thể và cho phép giải phóng năng lượng hoặc áp lực từ các luân xa khác. Kích thước: chiều cao 38 cm cả đế, chiều ngang 30 cm, bề dày 10 cm, trọng lượng 13 kg cả đế. Màu sắc: xanh rêu, đá thiên nhiên 100%. Hình dáng, màu sắc và kích thước của vật phẩm phong thủy này là độc nhất chỉ có tại nhà sàn. Nếu bạn thấy cuộc sống của mình quá nhiều biến cố, hãy sở hữu cho mình một vật phẩm phong thủy trụ đá can Sejong xanh rêu tự nhiên CXD79. Đây được xem là bùa bình an cho tất cả mọi người. Nguồn năng lượng bên trong viên đá có sức mạnh kỳ diệu trong việc xua tan mệt mỏi và căng thẳng. Chỉ với 10 triệu 400 nghìn đồng, hãy trải nghiệm ngay hôm nay. Đến với nhà sàn để được tham quan và trải nghiệm nguồn năng lượng dương tích cực từ các vật phẩm phong thủy mang lại. Hoàn tiền 100% nếu phát hiện vật phẩm không phải là đá tự nhiên. Tặng ngay quả cầu phong thủy đá Thạch Anh trị giá 250.000 đồng khi mua trụ đá can Sejong xanh rêu tự nhiên CXD79 phong thủy. Đá chọn người, nếu bạn thấy thích và có duyên với vật phẩm phong thủy này thì hãy sở hữu nó nhé. Hãy comment số điện thoại phía dưới và gọi ngay cho anh em nhà sàn. Nếu bạn yêu thích sản phẩm đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam, hãy đăng ký kênh anh em nhà sàn. Chúc bạn ngày mới năng lượng, vui vẻ,